Để tránh bị động trong công tác phòng chống dịch khi Đà Nẵng trở lại cuộc sống bình thường mới, công an các đơn vị địa phương của Đà Nẵng đã chủ động sẵn sàng các phương án ứng phó khi có bất cứ tình huống nào có thể xảy ra liên quan đến dịch bệnh và an ninh trật tự. Ngay từ sáng sớm, dọc các bãi biển của thành phố luôn thu hút rất nhiều người dân đến tập thể dục và hít thở không khí trong lành. Nắm bắt được tình hình này, công an các phường có địa bàn tuyến biển đã duy trì hoạt động tuần tra với tần suất 3 lần một ngày. Nhờ đó, hoạt động họp chợ, tập trung người kéo lưới, tụ tập trên bãi biển cũng giảm đáng kể. Nhắc nhở người dân là trước và sau khi xuống tắm biển là thực hiện tốt cái việc đeo khẩu trang và đảm bảo là giữ tối thiểu khoảng cách của mỗi người ít nhất 1 mét và không tụ tập đông. Đã tuyên truyền nhắc nhở mà người dân mà không thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch để đảm bảo thì lực lượng công an thì cũng tiến hành xử lý nghiêm. Chính quyền thì cũng có giữ gìn cho bản thân người dân thôi, chứ không có khó khăn gì với mình hết. Nên nay mình phải tự giác để giúp cho cộng đồng xã hội lùi đi, để nhân dân ta cùng lùng kinh tế. Không chỉ kiểm soát chặt các hoạt động được phép mở cửa, việc kiểm tra giám sát người đến về thành phố ngay tại các khu dân cư, tổ dân phố cũng được chú trọng. Bởi hiện nay, nguy cơ dịch bệnh xâm nhiễm từ bên ngoài vào thành phố vẫn luôn hiện hữu. Cùng với lực lượng cảnh sát khu vực, tổ COVID-19 cộng đồng cũng được kích hoạt trong tình hình mới, đáp ứng công tác tuyên truyền, giám sát sự biến động dân cư. Chúng tôi vẫn xác định cái quan điểm rằng chúng tôi phải quyết liệt hơn, vì đây là cái giai đoạn mà phải cảnh giác cao độ. Thì nếu như không mà coi như là phải dịch sẽ bùng phát trở lại. Do đó lực lượng cảnh sát khu vực thì đáp ứng cái yêu cầu là coi như là 2/3 thời gian ở địa bàn bám sát với tổ COVID để mà kịp thời phát hiện những cái trường hợp mà lạ mặt là đến khu dân cư lưu trú. Có người lạ mà khi đến khu dân cư của mình là coi như là có cái tổ trưởng cũng giống như đảng viên của chi bộ là mình phát hiện được, tức là mình khai báo cho cái cảnh sát khu vực để nắm tình hình và coi như là nếu trường hợp có lẽ là phải đưa đi báo cho y tế để coi như là họ là đi thử test nhanh để phát hiện những cái trường hợp mà nếu mà dương tính, tức là mình phải loại ra khỏi cộng đồng. Thực tế, Đà Nẵng vẫn tiềm ẩn nguy cơ mắc COVID-19 có nguồn lây từ bên ngoài. Do đó, công tác nắm hộ, nắm người phải thường xuyên, chặt chẽ. Sau giãn cách, công an thành phố luôn tăng cường hoạt động tuần tra nhằm đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm lợi dụng tình hình COVID-19, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.